Hello anh em Ngọc Rồng Lậu Mùi nhé. Hôm nay là con server chuẩn T-Mobi cực kỳ là ngon, chức năng cơ chế đam của server giống gốc ha. Vào game nhập code thì nó cho mấy cái này. Xem các chức năng của server nhé. Thằng này bán các cải trang đẹp này, hai cái cải trang kia hợp thể lại là ra ngoại hình khác đó nhé. Bên shop Satan bán các thư y bản gốc nha. Bên bà hạt mít có đồ đố hủy diệt và đồ kích hoạt. Lý Tiểu Nương thì có nâng cấp trang bị và pháp sư hóa.